Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với video nhất của mình. Thì trước khi bắt đầu chính video ngày hôm nay, mọi người đừng quên cho mình một đăng ký kênh, cũng như like video nha. Để mình liên tục tiếp tục làm video với mọi người. Thì như mọi người đọc tiêu đề đã biết đúng không nào? Thì ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người hay là chỉ cho mọi người cái địa điểm mà mình thường xuyên mà để câu cá mini nha mọi người. Thật ra thì những cái địa điểm đấy mọi người chắc là sẽ biết rồi, chứ không phải là đến bây giờ mình mới hướng dẫn đâu. Thì chủ yếu là cái kinh nghiệm ấy, mình hay ra đây mình săn cá mini nhiều, cũng như là hay ra đây câu ấy. Và cái tỷ lệ ở đây gọi là khá là cao luôn, tỷ lệ ở cái 5 địa điểm này theo mình là khá là cao, và tỷ lệ xuất hiện cá mini ấy cũng khá là lớn luôn. Sau đây chúng ta cùng nhau sẽ vào cái 5 địa điểm mà mình sẽ hướng dẫn mọi người nha. Thì địa điểm đầu tiên nha mọi người chính là cái bến thuyền đấy, mà ở gần cái chỗ thuyền rắc mà mọi người hay đi, không phải là thuyền rắc đâu, ở gần cái chỗ thuyền mà mọi người, cái nhà thuyền đấy, và gần hai cái thuyền vàng thuyền trắng nha. Thì ở địa điểm này mọi người đứng giúp mình là ở cái mép ngoài bên trái mà màn hình mọi người nha. Thì ở vị trí này nếu mọi người chăm câu và dùng cần câu vàng như mình này thì chắc chắn sẽ ra được cá mini nha. Thì ở đấy mọi người thấy không, mình đã câu ví dụ mọi người đây, thì mọi người săn ở đây chắc chắn là sẽ ra được cá mini. Nhưng mà mình nói trước là ở đây là cá mini, gọi là những con mà thường xuyên hay là gọi là tỷ lệ ra cao nha. Ngoài ra những cái con mà như kiểu dâu trắng này, rồi cá nhà táng và cá sấu ấy, hay là cá heo nha mọi người, cá heo mini đấy, thì mọi người phải săn ở những cái vị trí nhất định nha. Còn những cái vị trí này là ra được 4 loại cá mini mà thường xuyên thôi, gọi là tỷ lệ cao thôi. Đấy, đây là vị trí đầu tiên nha mọi người. Vị trí thứ hai không đâu khác chính là cái thuyền vàng ở gần cái chỗ cái bến mọi người ra đấy, cái cầu đấy. Thì cái vị trí thuyền vàng này cũng thuyền vàng không phải, thuyền cam mọi người. Thì ở cái thuyền cam này cũng sẽ ra được cá mini nha mọi người. Thì ở thuyền cam này tỷ lệ ra nó cũng cao như cái thuyền cái bến ngoài thôi. Thì mọi người cứ ra đây câu giúp mình. Thì mọi người cứ câu bóng một đấy. Mình cũng câu ví dụ mọi người vài bóng rồi. Đấy, vẫn có thể ra được cá mini nha. Mình nhắc lại nhá, là cái cá mini đây ấy, là những cá thường gọi là tỷ lệ xuất hiện nhiều và cao nha, chứ không phải là cá mấy cá mà nó xuất hiện theo cái địa điểm nhất định nha mọi người. Ok. Thì địa điểm ngày thứ ba là chắc chắn không đâu khác chính là cái thuyền trắng cạnh thuyền vàng đó nha mọi người. Thì như mọi người biết ấy, ở những khu vực này vẫn là tính là biển sâu. Đấy, biển sâu thì có thể xuất hiện được cá mini nha mọi người. Và nó gần cái thuyền vàng ấy nên là cái tỷ lệ ra cá mini cũng khá là cao luôn. Mọi người có thể ra đây câu test thử xem. Nếu bạn nào mà câu ra nhá thì nhớ comment ở phía dưới cho mình. Còn mấy bạn nào mà chưa được thì có thể ra đây săn. Và nếu bạn đã được rồi thì đừng quên comment. Đấy, mình hướng dẫn mọi người là chính thôi, chứ không có gì cả. Vì mình test ở đây khá là nhiều rồi ấy, và cái tỷ lệ ra được cá mini khá là cao luôn. Nên ra mình chỉ cho mọi người. Ok, vậy là xong cái vị trí thứ ba nha mọi người. Tiếp tục là vị trí thứ tư, là một cái vị trí gọi là khá quen thuộc mọi người rồi. Đó là cái thuyền, nhà thuyền nha mọi người. Đúng hơn là cái nhà thuyền nha, cái cửa hàng không, nó gọi là gì nhỉ, nhà ăn ở trên biển đấy, cái thuyền đấy mọi người. Thì cái này là mọi người câu phía sau giúp mình. Và ở đây nha, mình lưu nha, ngoài xuất hiện cá mini có thể ra được bóng 5 luôn mọi người. Đấy, bạn nào mà câu được bóng 5 ở đây thì đừng quên comment nha. Vì ở đây mình đã test rồi, có ra được bóng 5 và ngoài ra thì có thêm cá mini cho mọi người sâu câu nữa. Đấy, đấy là vị trí thứ tư của ngày hôm nay nha mọi người. Nếu bạn nào câu được cá mini và ngoài ra được thêm cả bóng 5 ấy thì nhớ comment ở phía dưới nha, là các bạn đã câu được bóng 5 và cá mini ở đây rồi. Đấy, để mình xem có phải là mình hướng dẫn đúng không hay là mình hướng dẫn xạo mọi người nha. Thì tiếp tục là vị trí thứ năm mọi người. Thì vẫn là một cái vị trí mà gọi là mình thường xuyên câu cá và thường xuyên làm cái clip về câu cá ở đây luôn. Không bị đâu khác chính là cái hố tử thần nha mọi người. Nó là phía cái hố mà ở sau dãy núi nha mọi người, ở sau biển này, à sau cái bãi biển này. Thì ở đây nha mọi người, nó vẫn là một khu vực biển sâu luôn. Và ở đây đặc biệt một cái là có cá mini và có bóng 5. Còn bóng 4 thì không nói làm gì mọi người, bóng 4 thì xuất hiện thường xuyên luôn. Mọi người có thể thử mà xem. Mình kiểm chứng thì nhiều rồi, nếu bạn nào không tin thì có thể xem lại các cái clip mà mình câu cá cái hố tử thần này xem. Thì cái tỷ lệ nó ra khá là cao luôn. Còn nếu bạn nào mà câu được bóng 5 đây thì nhớ comment ở phía dưới là mình đã câu được bóng 5, để một số bạn biết là mình hướng dẫn mọi người là đúng, mình không sao, đúng không nào? Thì mọi người biết đấy, cái hố tử thần này vẫn là một cái biển sâu, và cái tỷ lệ ra được bóng tỷ lệ ra được cá mini cũng cao, và ngoài ra thì xuất hiện lên một cả bóng 5 luôn. Mọi người thử săn thử mà xem, mọi người kiểm chứng xem 4, 5 cái địa điểm này xem có phải là như mình nói không nha.
là xem 5 cái địa điểm này có xuất hiện cá mini, ngoài ra có thêm cá bóng 5 không nha mọi người. Vì mình thường xuyên mình test thử ở đây rồi nên ra là mình mới làm clip hướng dẫn mọi người thôi. Mà nếu mà mọi người muốn săn một số cái cá mini mà nó kiểu dạng xuất hiện theo địa điểm ấy thì mọi người phải chắc chắn phải ra cái địa điểm cụ thể của nó rồi. Còn cái 5 vị trí này mình hướng dẫn mọi người ấy chủ yếu là để săn cá mini phải tiền sao thôi. Chưa? Còn bạn nào thích thì có thể câu thêm cá mini vương điện vào đây thôi, còn mấy cá mini bình thường thì mọi người bán đi lấy tiền sao cũng được. Chủ yếu là mình săn ở đây là mình cày tiền sao là chính, và có vương điện bạn để lại thì để. Và hiện tại nhà mình nha, hiện tại nhà mình đã có gần 100 con cá mini các loại mà mình thường xuyên câu ở 5 địa điểm này. Nghĩa là cái tỷ lệ mà cá mini ra nhiều nha, còn mấy con như kiểu là dâu trắng này, nhà táng và cá heo ấy, thì mình chưa săn được. Và nhân phẩm mình chưa tốt nên chưa săn được, và mình chưa test được cách nào để có ra được cái tỷ lệ nhiều ấy. Thì ngày hôm nay mình chỉ hướng dẫn mọi người là cái 5 vị trí để anh săn cá mini cày tiền sao nha mọi người. Thì trước khi kết thúc video ngày hôm nay, mọi người đừng quên cho mình một đăng ký kênh cũng như like video nha, để mình lấy động lực tiếp tục làm cái video gửi đến mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình và chúc mọi người một buổi tối vui vẻ nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều và bye bye, chào mọi người. Hẹn gặp mọi người trong các video tiếp theo. Cảm ơn mọi người rất nhiều, bye bye, chào mọi người.